Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh có buổi kiểm tra thực tế tình hình chuẩn bị cho sự kiện Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022. Qua kiểm tra rà soát tổng thể các hạng mục, chương trình hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện bài trí sân khấu, sắp xếp bố trí chỗ ngồi thông thoáng, hợp lý tích cực chuẩn bị chú đáo kỳ lưỡng các công tác lễ tân khánh tiết tiếp đón đại biểu đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp diễn đàn đầu tư đà nẵng 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 25 tháng 6 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến có gần 600 đại biểu tham gia đây là sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng lợi thế cơ hội đầu tư của thành phố đà nẵng để các doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước các tổ chức quốc tế quan tâm lựa chọn quyết định đầu tư tranh thủ thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đồng thời là cơ hội để chính quyền lắng nghe các tư vấn góp ý kiến nghị đề xuất để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố